Qua các tình huống mà cô đưa ra, các con đã biết được sơ qua cách đáp lại lời cảm ơn và xin lỗi trong từng tình huống cụ thể rồi. Sau đây chúng ta sẽ luyện tập thực hành qua bài tập sau đây. Đáp lại lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống sau. Thứ nhất, A. Bạn em bị ốm. Em đến thăm bạn và bạn đã nói lời cảm ơn em. B. Bạn vô tình làm rách sách của em. Bạn đã xin lỗi em và em đáp lại lời xin lỗi như thế nào? Em lấy tăm cho bà sau khi bà ăn cơm xong. Bà cảm ơn em. Và cuối cùng, em họ của em mượn đồ chơi của em nhưng làm mất. Em họ đã xin lỗi em. Với bài tập này có 4 phần tất cả, khá là dài nên cô sẽ dành tặng cho các con 5 phút để hoàn thành bài tập này. Xin mời các con nhấn nút tạm dừng và hoàn thành bài tập trong vòng 5 phút nào. Các con thân mến, 5 phút tưởng là dài nhưng khi làm bài tập thì chúng mình thấy cũng không dài lắm đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng với cô đi vào từng tình huống cụ thể và để xem cách giải quyết của các con, từng câu nói của các con đã hay, đã phù hợp chưa nhé? Với tình huống đầu tiên, khi em bị ốm, các bạn đến thăm em, thì chúng ta sẽ nói lời cảm ơn các bạn và các bạn sẽ đáp lại như thế nào? Cậu chịu khó nghỉ ngơi uống thuốc cho nhanh khỏe. Chúng mình là bạn mà đúng không? Mình sẽ giúp cậu chép bài. Đó là cách đáp trong khi mình cảm ơn các bạn mình khi mà các bạn đến thăm mình bị ốm. Đó mới thể hiện tình đoàn kết giữa các bạn cùng lớp với nhau, đúng không nào?